Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai kinh kệ Phật pháp đồng sáu đó nhiệm màu. Trong ngày mới kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng hoàn toàn cho lan nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa nhập Lăng Già quyển 6 phần 7 sự biến hóa. Lúc bấy giờ Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, vì sao các vị A La Hán được Như Lai thọ ký cho thời giác vô thượng? Vì sao bảo không có pháp bát niết bàn mà các chúng sinh được thành Phật đạo? Và tại sao Thế Tôn bảo từ lúc mới thành Phật cho đến nhập niết bàn trong khoảng thời gian ấy Như Lai chưa từng tuyên bố một chữ nào? Tại sao Như Lai thường tại định mà giác không quán? Vì sao bảo những việc Phật làm đều là thị hiện? Thế nào là sự tan rã theo từng sát na của các thức? Vì sao thần Kim Cang thường theo hộ vệ Như Lai? Vì sao không thể biết sự khởi đầu mà nói có bát niết bàn? Có những ma và nghiệp ma, ngoài ra còn có những nghiệp báo khác, chẳng hạn như việc chiến già, con gái của một bà la môn hay tôm là lợi, con gái của một ngoại đạo khất thực trở về với một cái lắc không. Thế Tôn đã có những nghiệp báo như vậy, làm sao có thể chứng đắc nhất thiết chủng trí? Và đã chứng đắc nhất thiết chủng trí như vậy, sẽ Thế Tôn không tránh những tai họa đó? Đức Phật nói: Này Đại Tuệ, ông hãy lắng nghe cho kỹ. Ta vì cảnh giới vô dư niết bàn nên đem ý nghĩa tâm mật để khuyên bảo chúng sinh tu Bồ Tát hạnh. Có những Bồ Tát ở cõi này hay quốc độ khác trong mong cầu niết bàn của Thanh Văn, vì muốn làm cho họ bỏ tâm niệm ấy để tinh toán tu hạnh Đại Thừa, nên ta dạy điều này: các Thanh Văn biến hóa, Phật biến hóa, được thọ ký, chứ không phải Phật của Pháp tánh. Này Đại Tuệ, sự tọa ký cho thanh văn như vậy được nói theo nghĩa thông mật. Này Đại Tuệ, Phật cùng hàng thanh văn duyên giác không khác về sự dứt bỏ phiền não chướng với đồng một vị giải thoát, nhưng khác với sự dứt bỏ trí chướng, vì trí chướng là cần phải thấy về pháp vô ngã thì mới được thanh tịnh, nhưng phiền não chướng thì nghĩa là khi nhận thức sự vô ngã về người thì ý thức mới đoạn diệt, khi tập khí trong kho tàng được tiêu diệt thì pháp chướng giải thoát mới được hoàn toàn trong sạch. Này Đại Tuệ, theo pháp thường trụ để nói, nghĩa thâm mật không khác Phật trước và sau. Như Lai nói pháp đầy đủ phương tiện về những từ ngữ. Này Đại Tuệ, Như Lai biết một cách đúng đắn, không có suy tưởng sai lầm. Như Lai không đợi suy nghĩ sau đó mới nói pháp. Từ lâu Như Lai đã chấm dứt 4 tập khí, vừa thoát khỏi 2 sự chết, đoạn trừ 2 chướng ngại. Này Đại Tuệ, 7 thức là ý thức, nhãn thức, vân vân, do tập khí làm nguyên nhân. Đó là tánh sát na. Chúng không có thiện vô lậu và không có pháp lưu chuyển. Này Đại Tuệ, Như Lai tạng nghĩa là nguyên nhân của sinh tử lưu chuyển, cũng là nguyên nhân của niết bàn, cùng đau khổ và hỷ lạc. Người ngu không hiểu biết nên chấp chặt sai lầm nơi sự trống không. Này Đại Tuệ, Như Lai biến hóa được thần lực sĩ Kim Cang thường theo ủng hộ, không phải đúng là Phật thật. Vì Như Lai chân thật vượt ra ngoài mọi hạn lượng, vượt ra ngoài sự hiểu biết của thanh văn duyên giác và hoàng ngoại đạo. Như Lai luôn an trú trong pháp lạc, vì Như Lai đã thành tựu trí nhẫn, do đó không bị ràng buộc vào sự ủng hộ của thần lực sĩ Kim Cang. Tất cả Phật hóa thân không sinh theo nghiệp. Chư vị không phải là Phật, cũng chẳng phải không là Phật. Ví như người thợ gỗ hòa hợp các thứ để chế tạo, Đức Phật hóa thân cũng như vậy. Chư vị vì chúng sinh thuyết giảng đầy đủ các pháp, nhưng không thể nói cảnh sở hành của thánh trí tự chứng. Này Đại Tuệ, những người ngu thấy xấu tức diện nên sinh chấp khởi chấp đoạn, và họ không hiểu tàn thức nên sinh khởi chấp thường. Này Đại Tuệ, giới hạn đầu tiên là sự phân biệt tự tâm của họ, cho nên không biết được. Vượt ra ngoài sự phân biệt này, tức là được giải thoát, đoạn trừ được 4 tập khí thì sẽ bỏ được tất cả những sai lầm. Đức Thế Tôn nói kệ: ba thừa là vô thừa, Phật không có niết bàn. Như Lai trao thọ ký, giảng lìa mọi lỗi lầm, thành tựu trí cứu cánh và vô dư niết bàn, sắc tấn người khiếp nhược, nói ý thâm mật này, trí chư Phật đạt được, thuyết giảng con đường này, không con đường nào khác nên Phật không niết bàn. Các kiến dục sắc hữu
đó là bốn tập khí. Ý thức từ đây sinh, tan thức ý cũng vậy. Chấp đoạn cho vô thường, bởi ý thức nhận thức, ý tà mê khởi thường, trí tà nghĩ niết bàn. Phẩm tám không ăn thịt. Lúc bây giờ Bồ Tát Đại Tuệ là bạch Bạch Thế Tôn, xin hãy nói cho con nghe về công đức hay lỗi lầm của sự ăn hay không ăn thịt, để con và các chúng Bồ Tát biết được ý nghĩa này, và trong hiện tại và tương lai có thể giảng nói về quả báo thức tập của sự ăn thịt cho các chúng sinh, làm cho họ lìa bỏ vị thịt và mong cầu nơi pháp vị. Họ sẽ khởi tâm từ rộng lớn đối với tất cả chúng sinh và đem lòng thương yêu họ như đứa con duy nhất. Họ an trú ở các địa Bồ Tát và cho đất vị giác vô thượng, hoặc tạm thời dừng ở địa vị thanh văn duy giác, cứu cánh sẽ thành vô thượng chánh giác. Kính bạch Thế Tôn, phái Lokaya Đà và các hàng ngoại đạo đều sinh khởi các kiến giải và hữu và phi hữu, chấp trước vào đoạn và thường. Họ cũng cấm ăn thịt và chính họ cũng không ăn thịt. Huống chi Như Lai là bậc ứng chánh đẳng giác, đức từ bi rộng lớn bao trùm khắp tất cả và là nơi nương tựa của cuộc đời. Tại sao không có việc ăn thịt cho chính mình và cả mọi người? Lành thay Đức Thế Tôn, đấng đại từ đại bi trọn vẹn, thương xót thế gian với tâm bình đẳng, xem tất cả chúng sinh như đứa con duy nhất của mình. Xin Thế Tôn hãy giải thích cho chúng con về công đức hay tội ác của việc ăn thịt hay không ăn thịt, để con cùng chư Bồ Tát nghe xong phụng hành và truyền bá cho mọi người. Đại Bồ Tát Đại Tuệ lặp lại bằng kệ tụng: Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ cầu vô thượng giác, rượu thịt đến hành hệ là ăn hay không ăn. Kẻ ngu ham ăn thịt, hôi hám không thể nói, kẻ như thú dữ làm sao có thể ăn? Nếu ăn có tội gì, không ăn có đức chi? Cuối sinh đón tối thắng viết giảng hết cho con. Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ: Này Đại Tuệ, ông hãy lắng nghe và suy nghĩ, ta sẽ phân tích và giải thích rõ ràng. Này Đại Tuệ, việc có vô số nguyên do mà đối với tất cả các loại thịt, Bồ Tát nên sinh lòng từ mẫn, không nên ăn bất cứ loại thịt nào. Này ta giảng nói cho ông một số nguyên do này. Này Đại Tuệ, từ vô lượng kiếp đến nay, tất cả chúng sinh bị trôi lăn mãi trong vòng sinh tử không ngừng. Không một chúng sinh nào đã từng là cha mẹ anh em, hoặc con trai con gái, hoặc bà con dòng họ, cho đến bạn bè thân thiết hay tư tớ của thầy. Khi thay đổi mạng sống, có thể họ sẽ làm thân chim muôn cầm thú. Làm sao Bồ Tát đối với những chúng sinh như vậy mà có thể ăn thịt được? Này Đại Tuệ, Bồ Tát Ma Tát quán thấy các chúng sinh cũng như chính thân mình, và làm sao có thể ăn thịt được nếu các ông nghĩ rằng thịt ấy đều từ thân mạng sinh ra? Này Đại Tuệ, các loài la sát khi nghe nói về việc này còn chấm dứt sự ăn thịt, huống chi những người yêu thích pháp. Này Đại Tuệ, Bồ Tát ở nơi nào có chúng sinh được sinh ra, hãy quán sát các chúng sinh ấy đều là bà con thân thuộc, cho đến thương tưởng họ như nghĩ đến đứa con duy nhất. Vì thế không nên ăn bất cứ một loại thịt nào. Này Đại Tuệ, tất cả những loại thịt được người ta đem bày bán bên lề đường hay phố chợ, họ đem cả thịt chó, thịt ngựa, thịt trâu, thịt người vì cầu lợi mà người ta bán cả những thứ thịt không thường ăn. Để những sự tạp nhạp dơ bẩn như vậy, làm sao có thể ăn được? Này Đại Tuệ, tất cả những các loại thịt đều được tạo thành từ tinh dịch máu đầy ô uế, người cầu đạo thanh tịnh đã sắp có thể ăn được. Này Đại Tuệ, các chúng sinh rất sợ hãi khi thấy người ăn thịt, cho nên người tu tâm từ làm sao có thể ăn thịt được. Này Đại Tuệ, bấy nhiêu có những người toàn săn cây bán thịt, ngư phủ, lưới chim và những người ác, những con chó trông thấy rất thấy sợ hãi, hãi sợ sổ vang, loài thú trông thấy bò chạy, tất cả những loài vật bay trên trời hay dưới nước, nếu gặp những người này cũng đều nghĩ rằng người này sắc khí giống như la sát, hôm nay đến đây chắc sẽ hại ta. Vì muốn giữ thân cho nên chúng nó bỏ cùng bỏ chạy. Người ăn thịt cũng như vậy, cho nên Bồ Tát vì tu hành từ bi không nên ăn thịt. Này Đại Tuệ, hễ người nào ăn thịt, thân thể sẽ hôi thối, tiếng xấu vang xa, và bậc thánh hay người thiền đều không gần gũi. Vì thế Bồ Tát không nên ăn thịt. Này Đại Tuệ, máu và thịt là nơi các bậc tiên xa lắm, và các bậc thánh không ăn, vậy nên Bồ Tát không nên ăn thịt. Này Đại Tuệ, Bồ Tát đem tâm từ bảo vệ chúng sinh, làm cho họ không sinh tâm hủy bán đối với pháp Phật Đà. Vì lòng thương xót nên Bồ Tát không ăn thịt. Này Đại Tuệ, nếu đệ tử của ta ăn thịt sẽ làm cho người đời phê phán chế cười rằng Sa Môn là người tu hành thành thanh tịnh, tại sao lại bỏ loại thức ăn của bậc hiền thiên tiên
mà lại ăn thịt giống như loài ác thú? Tại sao họ ăn thịt đầy bụng rồi lại đi khắp nơi trên thế giới gây sự kinh hãi khiếp sợ cho chúng sinh, làm hủy hoại hành thanh tịnh và đánh mất đời sống của một sa môn? Thế mới biết rằng không có hạnh chế ngự những người này trong giáo pháp mà nhà Phật. Vì không muốn những người này sinh tâm phỉ báng giáo pháp Phật như vậy, nên Bồ Tát với lòng từ thương xót che chở cho chúng sinh không bao giờ ăn thịt. Này đại tuệ, khi thịt của con người hay thịt của các loài sinh vật khác được nướng lên thì mùi hôi thối ấy không khác nhau. Vì sao có sự phân biệt là ăn hay không ăn đối với các loài thịt ấy? Thế nên tất cả những ai thích đời sống thanh tịnh đều không được ăn thịt. Này đại tuệ, có những người thì nam thì nữ tĩnh tâm tu hành ở nơi nghĩa địa dưới gốc cây thanh vắng, và ăn trú nơi tâm từ, hoặc trì chú thuật, hoặc mong cầu giải thoát, hoặc hướng đến đại thừa. Nhưng do vì ăn thịt phải gặp nhiều chướng ngại, không được thành tựu như ý nguyện, cho nên Bồ Tát muốn lợi mình và lợi người thì không được ăn thịt. Này đại tuệ, người ăn thịt khi trong thái hình sắc của các sinh vật đã sinh tâm ham muốn mùi vị của chúng, Bồ Tát từ bi luôn nghĩ đến tất cả chúng sinh như chính bản thân mình, làm sao có thể trông thấy chúng mà sinh ra ý tưởng ăn thịt cho được. Thế nên Bồ Tát không nên ăn thịt. Này đại tuệ, những người ăn thịt sẽ bị chư thiên xa lánh, hơi miệng thường hôi hám, khi ngủ thấy toàn ác mộng bất an, đến lúc thức lòng đầy lo âu lo. Người này đã bị ác quỷ và xoa đoạt mất tinh khí, tâm kinh hoàng, ăn uống không biết điều độ, tật bệnh tăng thêm, dễ sinh ung nhọt, luôn bị loài trùng rút điểu. Nên đối với thức ăn, người này không bao giờ biết nhàm chán từ bỏ. Này đại tuệ, ta thường dạy rằng khi ăn thịt phải có ý tưởng như ăn thịt đứa con của mình, ăn thức ăn khác cũng nghĩ như vậy. Sao ta có thể cho phép đệ tử của ta ăn thịt được? Này đại tuệ, thịt không mang lại sự tốt đẹp, bởi vì thịt không trong sạch, chúng sinh ra nhiều tật xấu, làm tan hoại các công đức, là chỗ chư thiên tánh thánh nhân hoàn toàn xa lánh. Sao ta có thể cho phép đệ tử của ta ăn thịt được? Người nào bảo được phép ăn thịt thì người đó bị bán ta. Này đại tuệ, thức ăn tốt và trong sạch nên biết chính là gạo, lúa mì, lúa mạch, đậu, sữa, dầu, đường. Những loại thức ăn này đã được chư Phật của quá khứ cho dùng, và ta đã nêu bày cho các thiện nam thiện nữ trong chủng tộc của ta từ lâu đã vun trồng thiện căn, tính tâm thanh tịnh, hoặc không sinh tâm tham đắm nơi thân mạng tài sản, tự yêu mọi loài như chính thân mình. Những người này đã hãy nên ăn uống như vậy, thì họ không phải tích tập những tánh xấu ác của loài hổ lang, và tâm họ không bị chìm sâu trong ác ngã ấy. Này đại tuệ, thời xưa có một ông vua tên Sư Tử Sinh. Ông ta đắm say các mùi vị thịt, ăn tất cả các loại thịt và sơ tâm ăn thịt ấy, cho đến ăn cả thịt người. Từ đó quan dân hết chịu nổi hành động ấy nên họ xa lánh ông. Cuối cùng ông mất cả vương vị quốc gia, phải gánh chịu vô vàn khổ não. Này đại tuệ, Thích Đề Hoằng Nhân làm vua ở trên trời, vào thời quá khứ do tập khí ăn thịt và biến thành chim ưng để bắt chim bồ câu. Lúc bấy giờ ta làm vua tên Thi Tỳ, vì thương xót chim bồ câu kia nên ta đã tự cắt thịt của mình cho chim ưng để thay mạng sống cho chim câu. Này đại tuệ, ngay cả Đức Thích mà vẫn còn dư báo lành khổ não cho chúng sinh, huống chi là những kẻ luôn ăn thịt và không biết khổ thẹn là gì. Nên biết rằng người ăn thịt là tự gây khổ não cho chính mình và cho cả người khác. Vì thế Bồ Tát không nên ăn thịt. Này đại tuệ, thời xưa có một ông vua cưỡi ngựa đi săn. Ngựa chạy quá nhanh chỉ đi lạc vào trong núi sâu hiểm trở. Nhà vua không thể quay lại con đường cũ, cắt đứt liên lạc với cư dân. Ông ta cùng đi với một con sư tử cái và đã phạm những hành vi xấu, để rồi sau đó sinh ra mấy con sư tử con. Đứa con lớn nhất của ông vua và sư tử tên là Ban Túc, sau đó được làm vua thống lệnh 7 ức hộ. Ông vua này chỉ ham ăn thịt và trở thành thói quen là không phải thịt thì không ăn. Ban đầu ông còn ăn thịt thú vật, dần dần ông ăn cả thịt người, để rồi sinh ra những đứa con trai con gái toàn là la sát. Sau khi chuyển đổi thân người, những đứa con này lại sinh trong các loài sư tử, hổ, báo, sói, chuồn, cú.
có mong muốn làm thân người chắc chắn không bao giờ được, huống chi thoát khỏi đường sinh tử, đạt đến niết bàn an lạc. Này đại tuệ, có biết bao nhiêu là lỗi lầm sinh ra từ thực sự ăn thịt, và những ai biết đoạn tuyệt của ăn thịt sẽ đạt được vô lượng công đức. Người ngu si không biết đến sự lợi ích và tác hại như vậy, thế nên hôm nay ta chỉ dạy cho các vị phải những gì là thịt thì không nên ăn. Này đại tuệ, sẽ dễ có sự sát sinh, không có nhiều người ăn thịt, nếu không có người ăn thịt thì cũng chẳng có sự giết hại. Vì vậy, người ăn thịt và người sát sinh đồng tội như nhau. Thật lạ thay, người thế gian gì ta đóng mùi gì, nên cả thịt người còn không từ chối, cố chơi thịt của loài chim muông cầm thú, có gì mà không ăn. Chỉ vì tham ấm đắm say vị thịt, mà có người này bày ra đủ mọi phương tiện, như giăng lưới đặt bẫy khắp mọi nơi, không kể là dưới nước, đất liền hay trên không trung, tất cả con vật đã bị giết hại. Có thể có người tự thân họ không ăn, chỉ vì tham tiền của mà họ là việc sát sinh này. Này đại tuệ, trong đời là có những kẻ không có lòng thương xót, chỉ làm những hành động hung bạo giống như la sát. Nếu họ thấy những chúng sinh có thân mộc khỏe, liền nghĩ ngay đến việc con vật này, thịt có thể ăn được. Này đại tuệ, món thịt chẳng phải là thực phẩm hiển nhiên trong đời sống. Nếu tự mình không giết, cũng không bảo, cũng chẳng bảo người khác giết, tâm không nghi giết, thì mới có thể ăn được. Với ý nghĩa này, ta cho các thanh tăng ăn những loại thịt này. Này đại tuệ, thời tương lai sẽ có những người ngu si đi xuất gia trong cái pháp của ta, nói sai lầm giới luật, làm rối loạn chánh pháp, phỉ báng lời dạy của ta. Họ bảo rằng ta cho phép ăn thịt và chính ta cũng đã từng ăn thịt. Này đại tuệ, nếu ta cho phép hàng thân và ăn thịt, thì làm sao ta có thể an trú với tâm từ? Người thực hành hạnh đầu đà, tu tập quán hạnh, có đến đại thừa, ta thường khuyên các thị nam thị nữ hãy dứt hẳn việc ăn tất cả các loại thịt, để với các chúng sinh nghĩ rằng đó như đứa con duy nhất của mình. Này đại tuệ, ta giải thích khắp nơi về 10 điều ngăn cấm và 3 điều cho phép. Đó là những phương tiện cấm đoán tạm thời cho người mới tu học. Như nay trong kinh này thì tự giết hay bảo người khác giết, thế là thịt thì tuyệt đối cấm hẳn. Này đại tuệ, ta chưa từng hứa cho phép đệ tử của ta ăn thịt, dù là hiện tại hay tương lai, ta cũng không cho như vậy. Này đại tuệ, sự ăn thịt hoàn toàn là bất tịnh đối với người xuất gia. Này đại tuệ, có người si mê vu khống Như Lai đã ăn thịt và cho phép mọi người ăn thịt, nên biết những kẻ như vậy phải bị trói buộc theo ác nghiệp, chắc chắn sẽ bị sa đọa vĩnh viễn không được ở chỗ hạnh phúc an vui. Này đại tuệ, hàng đệ tử thanh văn của ta đối với thức ăn người thường dùng còn không ăn, huống chi ăn những thức ăn có mốc thịt nhiều nhất. Này đại tuệ, hàng thanh văn chuyên giác Bồ Tát chỉ ăn pháp vị, huống chi là Đức Như Lai. Này đại tuệ, pháp thân của Như Lai chẳng phải là thân ăn tạp. Này đại tuệ, ta đoạn tận tất cả phiền não, ta đã gột sạch tất cả tập khí xấu xa, ta đã hoàn toàn giải thoát trong tâm và trí tuệ, sẽ tất cả chúng sinh như đứa con duy nhất của mình bằng tâm đại bi bình đẳng. Vậy thì tại sao ta lại cho phép hàng thanh văn đệ tử cũng như chính ta ăn thịt được? Kẻ nào nói ta ra điều này thật hoàn toàn không có cơ sở. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lặp lại bằng kệ tụng, đều từng là thân thuộc tạo thành bởi bế nhơ, làm muôn loài sợ hãi, vì thế không ăn thịt. Các loại thịt và hành, hẹ, gỏi, các thứ rượu là những vật bất tịnh, người tu hành tránh xa, cũng tránh các dầu thoa, không ngủ giường khoan lỗ, vì loài trùng nhỏ nhất ở nơi đó hoảng sợ. Ăn uống sinh buông lung sinh vọng tưởng, từ vọng tưởng sinh tham, thế nên không ăn thịt. từ vọng tưởng sinh tham, cho tham sinh mê muội, tâm mê tăng ái dục, không giải thoát sinh tử, vì lợi giết chúng sinh, vì thịt để thu tiền, cả hai đều nghiệp ác, chết đọa ngục khiếu hóa. Không nghĩ lời ta dạy, có 3 loại gọi sinh, không thịt nào ở đời, ta quả trách người ăn, ăn thịt nhau mà sống, chết đọa trong ác thú, hôi hám và điên cuồng, vì thế không ăn thịt. Thọ sang chiên đà la, đồ tể la sát bà, kẻ sinh trong loài này, và báo tự ăn thịt. Đã ăn không hội thẹn, đời đời thường điên cuồng, chư Phật và Bồ Tát, cùng thanh văn quả trách, kinh tượng hiếp đại vân, niết bàn ương quật ma, và kinh lăng già này, ta đều dạy giúp thịt,
trước hết thấy nghe nghi đều đoạn tất cả thịt. Vì người tập khi ác, kẻ ngu lầm phân biệt tham chướng ngại giải thoát. Ăn thịt cũng như vậy, nếu kẻ nào ăn thịt không thể vào dòng thánh, tương lai có người những người thiếu trí bảo ăn thịt thích hợp không có tội, Phật cho phép ta ăn. Ăn thịt giống như thuốc, nghĩ như thịt trẻ con, thế nên người tu hành khất thực và biết đủ, ăn thịt nghịch giải thoát, ngược chiều biển biểu tượng thánh, làm chúng sinh sợ kinh hãi, về thế không ăn thịt. Khi ăn trú tâm từ, ta dạy hãy chán xa, ăn thịt sinh cùng chỗ với sư tử hổ lang, đối các loài rượu thịt, tất cả đều không ăn, ăn sinh trong hiền thánh, giàu sang nhiều trí tuệ. Phẩm chín Đà La Ni. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Đại Tuệ: Này Đại Tuệ, chư Phật trong các đời hiện tại, quá khứ và tương lai, chỉ muốn ủng hộ người thọ trì kinh này, nên chư Phật đã tiếng nói thần chú kinh Lăng Già. Nay ta cũng nói như vậy, thế nên thọ trì. Đức Thế Tôn nói thần chú: Đáng Địa Tha, Đổ Tra, Đổ Tra, Đổ Tra, Đổ Tra, Bát Tra, Bát Tra, Cát Tra, Cát Tra, A Ma Lệ, A Ma Lệ, Tỳ Ma Lệ, Tỳ Ma Lệ, Nhĩ Mê, Nhĩ Mê, Hí Mê, Hí Mê, Phược Mê, Phược Mê, Các Lệ, Các Lệ, Yết La, Các Lệ, A Tra, Mạc Tra, Yết Tra, Đốt Tra, Kỳ Nhã Tra, Tát Phổ Tra, Các Địa, Thích Địa, Bát Địa, Hí Mê, Hí Mê, Đệ Mê, Yết Lệ, Yết Lệ, Bát Lợi, Bát Lợi, Bàn Đệ, Tỳ Đệ, Án Chế, Mạng Chế, Trú Tra, Lệ Đổ Tra, Lệ Bát Tra, Lệ Ác Kế, Đáp Kế, Mạc Kế, Mạc Kế, Trước Kết, Trước Kết, Lệ Địa Mê, Địa Mê, Hí Mê, Hí Mê, Trú, 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 Chữ, 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 Đổ, 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 Hổ, Đổ, Hổ, Đổ, Hổ, Đổ, Hổ, Sa Bà Ha. Tiếng Phạn là Triyatha, Suste, Tuste, Vuste, Paste, Paste, Kate, Kate, Amale, Amale, Vimale, Vimale, Nime, Nime, Hime, Hime, Vame, Vame, Kale, 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 Ate, Maste, Vaste, Tuste, Chinyete, Spute, Kate, Kate, Late, Paste, Dime, Dime, Chale, Chale, Pache, Pache, Bate, Bade, Anche, Manje, Dutare, Dutare, Pastare, Patare, Arkake, Arke, Sarke, Sarkake, Kakare, Kakare, Dime, Dime, Hime, Hime, Tu, 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 Du, 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 Ru, 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 Phu, 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 Svaha. Này Đại Tuệ, vào đời tương lai có những người thiện nam thiện nữ nào tọa trì độc tụng hay giảng nói cho người khác chú Đà La Ni này, nên biết người đó không bị tất cả loài người hay cá nhân cùng các quỷ thần làm hại. Là còn có người sau khi chết sẽ đọa trong đường ác, hễ vì người ấy tụng điệu thần chú này 108 biến, tức thời ác quỷ nhanh chóng chạy mất. Này Đại Tuệ, ta sẽ nói cho ông nghe chú Đà La Ni này. Đấy thì ta bắt đầu ma đệ tỳ bắt đầu mê hê nê hê nhĩ nê lệ chủ la lệ chủ lệ hổ lệ hổ la hổ lệ diễu lệ diễu lệ phá lệ phá lệ phá lệ sân đệ tẩn đệ bạn thể mạc đệ ni la ca lệ sa bà ha. Tiếng Phạn: Tadiyatha spasme pasmadeve hine hini Hine chu chu le chu lu chu le pa le plu pa la plu plu le yu le gu le yu le yu le gu le gu le gu le pa le pa la pa le mu che 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 chin de bin de ban che mal de pada mal de dina kare sabaha. Này Đại Tuệ, có những người thiện nam thiện nữ nào tọa trì đọc tụng hoặc giải thích chú Đà La Ni này cho người khác, thì những người đó không bị tất cả hàng trời gồm già xoa nhân phi nhân
thì các loài thần hay ác quỷ làm hại được. Ta còn nói thần chủ này để ngăn cấm các loài la sát. Nếu ai trì chủ này, tức là người đó đã thọ trì đầy đủ toàn bộ tất cả văn cú của kinh Nhập Lăng Già vậy. Phẩm 10 kệ tụng phần 1. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên bố ý nghĩa sâu rộng trong kinh Lăng Già này nên lặp lại bằng lời kệ. Các pháp không vững bền, chúng sinh từ phân biệt, do phân biệt là không nên phân biệt trống rỗng. Vì vọng tưởng phân biệt thế nên thức sinh khởi, nhiều đến tám chính thức như các sóng trên biển, tập khí thường tăng trưởng, bám chặt theo rễ sâu, tâm vận hành theo cảnh như sắt với nam châm, tánh chúng sinh thuộc vào vượt khỏi những suy lường và hiểu biết lìa trí, chuyển hóa được giải thoát. Đạt tam muội như huyễn, vượt qua nơi mười địa, khi quán thấy tâm vương thoát khỏi tưởng già, tưởng và thức. Một khi tâm chuyển đổi, đó là lúc thường trụ nơi cung điện hoa sen, được sinh từ cảnh huyễn. Đã đến cung đó rồi, tự tại vô công dụng, làm lợi ích chúng sinh như viên ngọc muôn màu, không hữu vi vô vi, chỉ trừ lầm phân biệt, kẻ ngu mê chấp chặt như thạch nữ mơ con, nên biết ngã linh hồn, các duyên và uẩn giới đều không có tự tánh, không sinh và phi hữu. Ta dùng phương tiện nói, thật ra không có tướng, người ngu mê chấp chặt vào tướng năng tướng sở. Một người biết tất cả chẳng tất cả, người ngu bị phân biệt, Phật không giác, giác tha, các pháp như mộng huyễn. Không tự tánh, không sinh, tất cả do tánh không, có không chẳng nắm bắt. Ta chỉ nói một tánh vượt khỏi vọng suy lường, tự tánh không có hai, thuộc cảnh giới vật trí, như bốn đại không điều, thấy biết dư đom đóm, sự thấy đều không thật, thế gian cũng như vậy. Hiện hữu giống ảo thuật, nhờ bả cây ngói gạch, ảo thuật không thật có, các sự vật cũng vậy, không chấp không bị chấp, không buộc không bị buộc, như huyễn như quán nắng, như mộng như hoa mắt. Ai muốn thấy chân thật, vượt khỏi chấp phân biệt nên tu quán chân thật, thấy Phật ác không nghi. Cuộc đời như giấc mộng, sắc dục tài cũng vậy. Người nhận biết như vậy như đây, thân là nhất của đời, ba cõi do tâm khởi, bị lầm thấy mê hoặc, đi vọng vượt thế gian, biết vậy chuyển nhiễm trước. Cái thấy của người ngu không rõ sinh và diệt, người trí thấy như thật, không sinh cũng không diệt, thường hành không phân biệt, thoát khỏi tâm tâm pháp, ở trời sắc cứu cánh, nơi ấy không mất lỗi, được thành tựu chánh giác, đủ năng lực thần thông. Các tam muội thù thắng hiện hóa chứng tại đây, hóa thân không ước lượng, đến khắp cả mọi nơi cho người ngu nghe pháp, âm hưởng pháp khó lường, tách rời đầu giữa cuối, vượt khỏi hữu phi hữu, phổ biến mà hiện khắp, biến khắp nhưng bất đồng, bảo trong thân chúng sinh bị tính chất bao phủ, mê lầm nên có huyễn, không phải huyễn là mê, bởi do tâm mê hoặc tất cả đều hiện hữu, đây là tướng ràng buộc, tan thức khỏi thế gian. Cái thế gian như vậy chỉ có lập luận giả, kiến giải như thác lũ, vận hành trong nghệ pháp. Khi nhận thức như vậy sẽ có sự đột biến, đó chính là con ta. Thành tựu pháp tùy thuận, người ngu bị phân biệt, thấy nóng lỏng tán động, giả danh không thật có, không tướng và định tướng, thân thể và các căn tạo thành bởi tám chất, người ngu vọng chấp sắc, bị lừa trong khung thân. Người ngu vọng phân biệt, nhân duyên hòa hợp sinh, không hiểu tướng chân thật, lưu chuyển trong ba cõi, các chủng tử trong thức mà hiện tâm cảnh giới. Người ngu khởi phân biệt, mà chấp nơi hai thủ, dù mình ái và nghiệp, tâm nương vào đó sinh, thế nên ta biết rõ, thuộc tánh y tha khởi. Dòng phân biệt có vật, bị tâm, bị theo tâm mê hoặc, phân biệt hoàn toàn không, mê lầm chấp là có, tâm bị các duyên buộc, sinh khởi nơi chúng sinh. Nếu thoát khỏi các duyên, ta bảo không thể có, là thoát khỏi các duyên, không lệ thuộc bởi tướng, không còn khỏi trong thân. Giới ta không đối tượng, tâm chúng sinh sinh khởi, vì năng thủ sở thủ, không có tướng sở kiến. Như người ngu phân biệt, hình thành A Lại Gia, tàn thức của tối cao, vượt trên năng sở thủ. Ta thuyết giảng chân như, không có ngã trong uẩn, không ngã không chúng sinh, do thức được sinh ra. Khi gì cũng thức diệt, như bức tranh cao thấp, thật sự không như vậy, các sự vật cũng thế, tuy thấy nhưng phi hữu, như thành càng thất bại, như sóng nắng giữa trưa, được nhìn thấy như vậy, người trí không thấy thế, nhân duyên và thí dụ, thiết lập một mệnh đề,
như thành mộng xe lửa. Ảo ảnh mặt trời trăng như sóng nắng hoa đốm, ta hiện bày vô sinh, thế giới đều trống không. Mê hoặc như huyễn mộng, thấy các cõi không sinh, ba cõi không nương tựa, không trong cũng không ngoài. Thành tựu vô sinh nhẫn, đạt tâm muội như huyễn, cho đến ý sinh thân, tất cả các thần thông, năng lực và tự tại, các pháp vốn vô sinh, trống rộng không tự tánh, mê hoặc các nhân duyên. Tuy duyên có sinh diệt, người ngu vọng phân biệt, tùy tâm mà hiện tâm, xuất hiện nơi ngoài sắc, thật ra không sở hữu, như định lực quán thấy. Tượng Phật cùng Bồ Xương phân tích các đại chủng thuộc giả thiết thế gian, thân thể tài sản nhà, cả ba do chấp giữ, ý thủ và phân biệt, cả ba là năng thủ, mê hoặc vọng chấp trước, vì phân biệt năng sở, chỉ theo cảnh văn tự mà không thấy chân thật. Hành giả nhờ tuệ quán, thấy pháp không tự tánh, an trú trong vô tướng, tất cả đều chức bạch. Như vẻ con gà trống, người ngu si mê chấp, thật không có ma thừa, người ngu không thấy vậy. Nếu thấy các thanh văn, cho đến Bích Chi Phật, theo Bồ Tát Đại Bi, biểu hiện biến hóa ra. Ba cõi chỉ tại tâm, phân biệt hai tự tánh, chuyển ý lìa nhân pháp, khi ấy là chân như. Ánh sáng đèn trời trăng, ngọc và các đại chủng, không phân biệt tác dụng, chư Phật cũng như vậy. Các pháp như hoa đốm, vượt khỏi sinh trụ diệt, xa rời thường vô thường. Sạch nhơ cũng như vậy. Như người bị mê man, thấy mặt đất màu vàng, thật ra trong đất ấy, vốn không có tướng vàng. Người ngu cũng như vậy, tâm mê loạn từ xưa, vọng chấp các cõi thật, thật ảo như quán nắng. Nên quán một chủng tử, đều không cùng nhãn hiệu, một chủng tất cả chủng, các chủng đều một tâm. Chủng tử được thanh tịnh, chuyển thành không chủng tử, bình đẳng đồng pháp ấn, tất cả không phân biệt. Nhiều chủng tử khác nhau, đều sinh các cảnh giới, vô số khổ rối rắm, và tất cả chủng tử. Quán tự tánh các pháp, mê hoặc không còn gì, do sinh vốn tánh vật, hiểu vậy tức giải thoát, định tâm quán thế gian, các sắc do tâm khởi, tâm mê từ vô thủy, thật không sắc không tâm. Như thành càn huyền thuật, hoa đốm và quán nắng, phi thực và mà hiện hữu, các pháp cũng như vậy, tất cả pháp không sinh, chỉ thấy bởi mê hoặc, do từ mê vọng sinh, người ngu chấp hai bên. Bởi vô số tập khí, chuyển tâm như làn sóng, khi tập khí đoạn trừ, sóng tâm không khởi lại. Tâm duyên các cảnh giới như vẽ, dựa theo tường nếu không trong không trung, tại sao không vẽ được? Nếu dựa theo chút tướng, làm cho tâm sinh khởi, tâm đã từ duyên sinh, duy tâm nghĩa không thành. Tâm tánh vốn thanh tịnh, vắng lặng như hư không, khiến tâm lại chấp tâm, chẳng do nhân nào khác. Chấp trước chính tâm hiện, làm cho tâm sinh khởi, không sự thấy bên ngoài, cho nên nói duy tâm. Tàn thức gọi là tâm, tư lương lấy làm ý, biết rõ các cảnh giới, và đó chính là thức. Tâm luôn luôn vô ký, ý vận hành hai cách, hiện tại thức vận hành, hoặc là tốt hay xấu, sự chứng không thời gian, vượt các cõi cấp địa, và vượt tâm đo lường, rồi nó quả vô tướng, sẽ thấy hữu cùng vô, cho đến tất cả tướng đều là những kẻ ngu, bị chấp trước điên đảo. Nếu biết lìa phân biệt thì thật không hợp lý, vì tâm không có sắc, thế nên không phân biệt. Các căn giống như huyễn, thế giới đều như mộng, năng tác và sở tác, tất cả đều không có. Tục đế có tất cả, đệ nhất nghĩa thì không. Các pháp không tự tánh, gọi là đệ nhất nghĩa. Ở trong không tự tánh, nhân nơi những ngôn từ mà có vật hiện hữu, đây gọi là tục đế. Nếu không có ngôn từ, sẽ vật khởi cũng không. Trong thế đế không có, sự thể ngôn từ không. Pháp điên đảo sai lầm, thật chẳng thể nắm bắt. Nếu thừa nhận sai lầm, thì không có tự tánh. Vì tính chất hữu vô biểu thị cách sai lầm, tất cả những hiện hữu đều chẳng thể nắm bắt. Tâm đầy tập khí xấu, hiện ra nhiều hình tướng, mê muội thuộc ngoài tâm, vọng chấp các hình tướng. Phân biệt vô phân biệt, sự phân biệt đoạn được, thấy được vô phân biệt, chứng chân không thật tánh. Tâm thấm đậm vô minh, sẽ thấy các chúng sinh như voi ngựa ảo thuật, lá cây cho là vàng. Như người bị hoa mắt, thấy lầm cả hoa đốm, người ngu cũng như vậy, vọng chấp các thế giới, phân biệt bị phân biệt, sự gây nên phân biệt,
bị ràng buộc vào nhân, sáu nhân làm giải thoát, cho chấp chặt nơi đây, không địa, không sự thật, cũng không dẫn cõi nước, hóa Phật và chịu thừa. Tâm khởi tất cả pháp khắp mọi nơi và thân, tâm tánh thật vô tướng, vô trí chấp chặt nhiều, tướng mê muội phân biệt, gọi là y tha khởi. Sự đặt tên tướng này, đây chính là vọng chấp, các duyên pháp hòa hợp, phân biệt nơi danh tướng, và chúng không còn sinh, gọi là viên thành thật. Khắp thế giới mười phương, chúng sinh và Bồ Tát, bao nhiêu pháp báo thân, hóa thân hoặc biến hóa, đều từ vô lượng tọ, từ cõi cực lạc ra. Ở nơi kinh Phương Quảng, nên biết mật ý kinh. Những gì các Bồ Tát và Đấng Đại Sư nói, đều là hóa thân nói, chẳng phải báo thân Phật. Các pháp chưa hề sinh, nhưng không phi hiện hữu, như huyễn, như giấc mộng, như hóa, như thành càn, tất cả do tâm khởi, tất cả do tâm thoát. Tâm không sinh cách khác, tâm diệt cũng như vậy, vì chúng sinh phân biệt, hiện ra tướng hư vọng, duy tâm thật không cảnh, lìa phân biệt giải thoát. Tích tập từ vô thủy, những phân biệt vô dơ, huân tập tập khí xấu, khởi thế giới hư vọng. Vì chấp lầm tự tánh, các pháp đều không sinh, về vào nơi duyên khởi, chúng sinh phân biệt lầm. Phân biệt không tương xứng, được tương đối, thanh tịnh, tách rời khỏi phân biệt, chuyển biến đến chân như, chớ vọng chấp sai lầm. Vọng chấp tức không thật, bị mê lầm phân biệt, chấp sự chấp đều không. Phân biệt thấy ngoại cảnh là sai lầm tự tánh, do chấp sai lầm này, sinh tự tánh duyên khởi, thấy ngoại cảnh sai lạc, tất cả chỉ tại tâm. Quán sát đúng chân lý, biết, nhận biết không còn, như người ngu phân biệt ngoại cảnh vốn không thật, tâm động vì tập khí, theo cảnh giới bên ngoài, phân biệt hai bên giúp, trí siêu việt chân như, khởi lên không hình tướng, thánh hạnh khó nghĩ bàn, do cha mẹ hợp lại, như đề hồ trong hũ, a lại gia cùng ý, làm tăng trắng đỏ thêm, bế thị và điêu bào, do nghiệp uế phát sinh, do nghiệp tăng tứ đại, sinh ra như quả chính, năm năm và năm thứ, ghẻ nhọt có chính thứ, móng răng tóc đầy đủ mới sinh ra, mới sinh như con trùng, như người ngủ thức dậy, và mắt thấy hình tướng, phân biệt dần tăng thêm, do được biết được do phân biệt, sự tập hợp lợi môi, đầu tiên phát ra tiếng, giống như con chim vẹt. Tùy ý thích chúng sinh, an lập nơi đại thừa, chẳng phải chỗ sai lầm, ngoại đạo không thể nhận. Cái thừa chính tai chứng, kẻ biện luận không đạt. Xin nói khi Phật diệt, ai thọ trì pháp này? Đại tuệ ông nên biết, thiền thề nhập niết bàn, đời tương lai sẽ có người trì pháp của ta. Trong nước Nam Thiên Trúc, Tỳ kheo danh đức lớn, pháp hiệu là Long Thọ, phá kiến về hữu vô. Tuyên thuyết trên thế giới pháp đại thừa vô thượng, đạt sơ hoan hỷ địa, sẽ đến đức cực lạc. Nghĩa xảy ra các duyên, không thể có và không. Trong duyên vọng chấp Phật, phân biệt có và không. Thuộc kiến giải ngoại đạo, xa rời giáo pháp ta, danh tự tất cả pháp, tùy thuộc theo chỗ sinh, đã và đang huân tập, cùng phân biệt xoay vần. Nếu không gọi danh xưng, thế giới đều lẫn lộn, để tránh sự lầm lẫn, nên tên gọi lập ra. Các pháp bị phân biệt mê muội bởi tên gọi, bắt nguồn từ các duyên. Có ba loại phân biệt, gì không sinh phân biệt, không diệt, bản tánh như hư không, không sở hữu tự tánh, gọi là tướng vọng chấp, như huyễn ảnh quán nắng, như dòng lửa ảnh mộng, như tiếng gian thành càn, gọi là y tha khởi. Chân như không không hai, giới hạn và pháp tánh, hoàn toàn không phân biệt, ta gọi là viên thành. Ngôn ngữ thuộc tâm hành, hư vọng rơi hai bên, đẹp phân biệt chân đế, là tuệ chẳng phân biệt. Nhận thức của người trí, người ngu không như vậy. Như người trí nhận thức tất cả vật không tướng, như chiếc vòng ngọc giả, không vàng mà tưởng vàng. Các pháp cũng như thế, ngoài đạo lầm mê chấp, các pháp không đầu cuối, trụ nơi tướng chân thật, không người tạo cuộc đời, mà chấp không hiểu vậy. Pháp hiện hữu quá khứ,
hiện tương lai hiện tại, tất cả pháp như vậy đều gọi là vô sinh. Vì các duyên hòa hợp nên gọi là có pháp. Nếu duyên không hòa hợp, không sinh cũng không diệt. Những điều kiện sinh pháp không thể đồng hay dị. Nói tóm đó là sinh, nói rộng đó là diệt. Không bất sinh là một, không sinh là việc khác. Không bất sinh tốt hơn, không sinh là hoại diệt. Không chân như giới hạn, pháp giới và niết bàn, các loại ý sinh thân ta gọi nhiều tên khác. Đối với kinh luật luận, ai phân biệt thanh tịnh nếu không hiểu vô ngã, theo sắc, không theo nghĩa, chúng sinh lầm phân biệt kiến văn như sừng thỏ. Phân biệt tức mê lầm, thú khác theo sóng nắng, do nơi vọng chấp chặt nên khởi ra phân biệt. Nếu rời nhân vọng chấp, không còn khởi phân biệt, thật sâu xa cao rộng, biết gọi Phật tự tại. Ta dạy các Phật tử chẳng phải hàng thanh văn. Ba cõi không vô thường, tách rời ngã, tuột ngã. Ta dạy hàng thanh văn, học thuyết tổng quát này, không pháp, không ràng buộc các pháp. Cô tịch là bước đi, quả bất chi suy niệm, ta chỉ dạy cho người, thân là thuộc sinh khỏi, mê muội không tự thấy. Phân biệt ngoài tự tánh, làm cho tâm vọng khởi, có được do gia lực, sẽ đến các đường khác, hay đạt từ giấc mộng là bốn loại thần thông, đạt được từ trong mộng nhờ oai lực của Phật, nhập vào từ các loại, không sinh từ kết quả, tâm ảnh hưởng tập khí, giống thực sự hiện hữu, phàm phu không hiểu biết. Nên bảo có sự sinh, còn theo vọng phân biệt đối với đối tượng bên ngoài, thì lúc ấy vọng tăng, không thấy lầm chính tâm, vì sao nói có sinh, sao không nói sở kiến, không sự thấy mà thấy, vì ai nói cho ai, bản thể tâm bốn tịnh, ý và thức tương ưng, tập khí thường huấn tập, tạo ra các ô nhiễm, đang thức rời khỏi thân, ý mới mong các đường, thức lầm giống cảnh giới, nhận biết bằng thanh chấp, sẽ thấy chỉ tại tâm, ngoại cảnh không thể có. Ai tu quán như vậy, liền vọng đạt chân như. Cảnh giới, các thiền giả, nghiệp và oai lực Phật, ba điều không thể bàn. Chúng vượt trên suy tưởng, quá khứ tương lai người, hư không và niết bàn, ta tùy theo thế tục. Chân đế rồi văn tự, nhị thừa và ngoại đạo, cùng tùy thuộc các kiến. Bị mê hoặc dưới tâm, lầm phân biệt ngoại cảnh, là hán bích chi Phật cho đến Phật Bồ Đề, chuẩn tự chắc giác ngộ, mộng được Phật quán đảnh. Như hiện tâm tĩnh lặng, tại sao nói hữu vô, nơi nào dạy cho ai, vì sao cho con biết. Kẻ mê hoặc dưới tâm, nói hữu, nói huyễn hữu phi hữu, tương ưng tướng sinh diệt, hợp với tướng bình đẳng. Ý thức là phân biệt, đi cùng với năm tức, như ảnh tượng thác lũ, khởi theo tâm chủng tử. Nếu tâm ý, ý thức, các thức không sinh khởi, đều đặt ý sinh thân, cũng đặt nơi Phật địa, các duyên và uẩn giới, tự tướng của nhân pháp đều do tâm giả lập, như mộng và hoa đốm, xem đời như mộng huyễn, nương tựa nơi chân thật lìa các tướng, vượt khỏi nhân tương ưng, bậc thánh trí tự chứng, thường trụ nơi vô niệm, mê hoặc nhân tương ưng, chấp thế gian là thật. Tất cả hí luận diệt, mê lầm không sinh nữa, khi còn mê phân biệt thì tâm si hiện khởi, các pháp không vô tánh và thường hay vô thường, kiến giải người theo sinh, không phải theo vô sinh, đồng dị hay không đồng, tự nhiên và tự tại, thời gian bụi thắng tánh, duyên phân biệt thế gian, thức hạt mầm sinh tử, có mầm nên có sinh, như bức tranh dựa tường, nhận biết tức không còn, ví như xem ảo thuật sống và chết, phàm phu cũng như vậy, tường có buộc và mở, pháp dị biên trong ngoài, cho đến nhân viên kia, người tu hành quan sát, họ trụ nơi vô tướng. Tâm không còn tập khí, cũng không cùng tập khí. Tuy tập khí ràng buộc, tướng tâm không sai biệt, tâm như tấm vải trắng, ý thức bị nhiễm bụi, bụi tập khí làm nhơ, khiến tâm không hiện hiện. Ta nói như hư không,
không có cũng chẳng không. Tàng thức cũng như vậy, không cả hữu và vô. Ý thức nếu chuyển biến, tâm thoát khỏi vận đục. Ta bảo tâm là Phật, hiểu rõ tất cả pháp, đường tận ba tương tục và thoát khỏi tư cố, xa lìa hữu và vô, sự vật thường như huyễn. Bảy địa đầu tâm khởi nên có hai tự tánh, địa sâu và Phật địa đều là viên thành thật. Cõi nhục sắc vô sắc cho đến cõi niết bàn, tất cả thân thể này thuộc về cảnh giới tâm. Còn có chỗ xa đắc thì mê hoặc sinh khởi. Nếu thông hiểu tự tâm, tâm hoặc nghiệp không sinh, hai pháp ta thiết lập. Cái tướng và chân đắc, bốn nguyên tắc lý thố, phương tiện thuyết, thành tựu, thấy các loại danh tướng là mê hoặc phân biệt. Nếu xa lìa danh tướng, lìa tánh tịnh bậc thánh, tiền năng sở phân biệt, sẽ có tướng vọng chấp. Nếu lìa phân biệt kia, tự tánh của bậc thánh, khi tâm được giải thoát, là chân lý bất biến, chủng tánh và pháp tánh, chân như không phân biệt. Vì có tâm thanh tịnh nên cũng có ô nhiễm. Không tịnh thì không nhiễm thuộc cảnh giới người trí. Thế gian sinh từ duyên, tăng trưởng nơi phân biệt, quán chúng sinh, quán chúng như mộng huyễn. Giải thoát chính lúc ấy, bao nhiêu tập khí xấu, nối kết cùng với tâm, chúng sinh thấy ngoại cảnh, không thấy pháp, tánh tâm. Bản tâm vốn thanh tịnh, không sinh từ bãi hoạt, mê sinh từ tập khí, không nhận thức được tâm. Mê hoặc tức chân thật không đâu khác. Các hành chẳng phải hành, chẳng thấy từ nơi khác, hữu vi được nhìn thấy, rời khỏi tướng sự tướng, cái tướng được xa lìa. Thấy thế giới tại tâm, an trú vào với tâm, không phân biệt ngoại cảnh, trụ nơi chân như trụ, siêu việt khỏi tâm lượng. Khi siêu việt tâm lượng, cũng vượt nơi vô tướng, do trụ nơi vô tướng, nên không thấy đại thừa. Thiền tịnh không dụng công, tịnh tu các đại nguyện, trí cao vời vô ngã, không tướng nên không thấy, nên quán cảnh giới tâm và quán cảnh giới trí bằng tệ quán siêu việt, không mê hoặc nơi tướng. Khổ đế thuộc tâm hành, tập sở hành của trí, diệt đạo và Phật địa đều là tuệ siêu việt, chứng ngộ cùng niết bàn cho đến tám thánh đạo, thông hiểu tất cả pháp là trí Phật thanh tịnh, nhãn căn và cảnh giới không minh cùng tác ý, được sinh từ tàng thức, chúng sinh và nhãn thức, chúng sinh nhãn thức sinh. Thủ là năng thủ, là năng sở thủ, gọi sự cả hữu vô, phân biệt không sai nhân, sai không nhân, là kẻ không có trí. Danh nghĩa không cùng sinh, danh nghĩa khác cũng vậy, chấp nhân không sinh, đều không lìa phân biệt. Lầm nghĩ trụ chân đế, thuyết giảng theo nhận định một tánh năm không thành, nên xa lìa thoát nghĩa. Hí luận nơi vô hữu vô, hãy vượt khỏi nơi này, do nhận biết vô ngã, không vọng cầu các cõi. Kẻ chấp cho thường hằng, chú thật cùng tranh luận, chân lý rồi ngôn thuyết, nhận thấy pháp tịch diệt. Vì nương hơi tàn tức nên ý chuyển khắp nơi, vì nương và tâm ý nên có các thức sinh, tập thành pháp hư vọng và tâm tánh chân như. Thiền giả quán như vậy thông đạt tánh pháp, tánh duy tâm, quán ý cùng sự tướng, không nghĩ thường vô thường, cho đến sinh, không phân biệt hai nghĩa. Từ nơi A Lại Gia sinh khỏi nơi các tức, hoàn toàn nơi một nghĩa mà sinh hai loại tâm, do nhận thức tự tâm, chẳng không chẳng ngôn thuyết. Nếu không thấy tự tâm, bị kiến giải ràng buộc, các duyên không sinh phân, các căn không chỗ có, không tham, không quẩn giới, không tất cả hữu duy, các nghiệp báo vốn không, không tạo tác hữu vi, xưa nay không chấp trước, không buộc cùng không mở, không pháp hữu vô ký, pháp phi pháp đều không, không thời không niết bàn, tánh pháp chẳng nắm bắt. Không Phật không chân lý, không nhân cũng không quả, chẳng loạn chẳng niết bàn, không sinh cũng không diệt, cũng không mười hai chi, chẳng hữu biên vô biên, đoàn tất cả, đoàn tận tất cả kiến, ta gọi là duy tâm. Nghiệp phiền não cùng thân và nghiệp sự đắc quả, như sóng nắng, như mộng, như thành cả thất bại, vì trú tại duy tâm nên tách rời các tướng, và trú tại duy tâm nên nhận thức đoạn thường, niết bàn không các uẩn, vô ngã và vô tướng, vì nhập vào duy tâm dưỡng y đạt giải thoát. Tập khí xấu làm nhân, ngoài hiện nơi đại địa cho đến các chúng sinh, duy tâm không sự thấy, thân tài sản ảnh tượng, tập khí chúng sinh hiện, tâm chẳng có hữu vô.
Tập khí làm không hiện, dơ hiện ở trong sạch, không sạch hiện nơi nhơ, như mây che bầu trời. Tâm không hiện cũng vậy, tánh vọng chấp làm hữu, nơi duyên khởi thì không, do mê lầm vọng chấp. Không phân biệt duyên khởi, sắc chẳng được tạo thành, có sắc chẳng được tạo thành càng mộng huyền ảo. Các thứ này chẳng tạo, nếu nơi pháp duyên sinh, gọi là thật không thật, người này quyết định theo. Ký giải đồng và dị, thành văn có ba loại, nguyện sinh hay biến hóa, và thoát khỏi tham sân. Từ nơi pháp sinh ra, Bồ Tát cũng ba loại. Họ chưa đạt Phật địa, từ chúng sinh nhớ nghĩ nhớ, hiện thân giống như Phật, sự hiện tâm chúng sinh, đều sinh từ tập khí, vô số các ảnh tượng, như mây sao trăng trời. Nếu đại chúng là có, và chăng có tạo sinh, tánh đại chúng là sinh, không năng tướng sở tướng, đại chúng là năng tạo, địa hết thảy sở tạo, đại chúng vốn không sinh, nên sắc không chỗ tạo. Các sắc giả và thật, như sắc tạo tự nguyện, từ mong canh thành càng thác. Sắc áo chi phần năm, năm loại nhất xiển đề, các thọ cũng năm loại, năm thừa và vô thừa, niết bàn có sáu loại, các uẩn 24. Các sắc có 8 loại, Phật có 24, Phật tử có 2 loại, 108 pháp môn. Thành văn có 3 loại, các cõi Phật chỉ một, và chỉ một Đức Phật giải thoát có 3 loại. Có 4 loại dòng tâm, vô ngã có 6 loại, sở tri cũng có 4, sẽ lìa nơi tác giả. Lìa kiến giải sai lầm, trong từ chứng bất động là đại thừa vô thượng, sinh cùng giới không sinh, có 8 loại, 9 loại. Chứng ngay hoặc dần dần, đa chứng chỉ có một. 8 loại vô, 8 loại cõi vô sắc, thiền sai biệt có 6. Thanh văn bà Bích Chi, 7 hình thức giải thoát. Không có cả ba đời, thường vô thường cũng vậy. Tạo nghiệp và quả báo đều như trong giấc mộng. Chư Phật vốn không sinh, và thanh văn Phật tử, tâm luôn lìa năng kiến, như các pháp viễn mộng. Nên đối tất cả cõi, từ đâu xuất nhập thai, sơ sinh và xuất gia, không sinh, không trốn sinh. Vì chúng sinh lưu chuyển, mà nói đến niết bàn, chân lý và các cõi, thì căn cơ giác ngộ. Đảo rừng cây thế gian, vô ngã, ngoài đạo đi, các thừa, thiền là gia, quả vị chẳng thể nghĩ bàn. Các loại trăng và sao, các dòng vua và trời, la sát càng tác bà, đều sinh từ nghiệp ái. Biến dịch chết không lường, vẫn nối kết tập khí. Khi sự chết chấm dứt, lưới phiền não đoạn tận. Tiền, bạc, tài sản, gạo, ruộng, nhà và tôi tớ, voi ngựa và trâu dê đều không được cất dứa. Không ngủ giường đục lỗ, không ở nền rác bùn. Bằng vàng, bạc, đồng, bạc đều không đáng cất giữ. Dùng bát đất, đá, sắt, vỏ sò hay pha lê, lượng đúng theo ma kiệt, được dùng tùy theo bát. Thường dùng các màu xanh, phân bò, bùn, lá cây để nhuộm y màu trắng, làm thành màu ca sa, dao dài, 4 lóng tay, hình cong như bán nguyệt, dùng để cắt độc vải. Người tu hành nên dùng. Không nên học nghề nghiệp, cũng không nên mua bán. Nếu cần nhờ tình nhân, đều đây là điều ta dạy. Thường hiểu in các căn, thông hiểu nghĩa kinh luật, không giao tiếp người đời, đây gọi người tu hành. Gốc cây hay hang sâu, nhà trống hay nghĩa địa, lều cỏ hay đất trống, nơi người tu nên ở. Thân thường mặc ba y, trong bồ địa nơi khác. Nếu khi còn y phục, người cúng cho nên nhận. Khi vị ấy khất thực, nhìn thẳng trước một tầm, giữ niệm mà khất thực, giống như ông khúc hoa. Khi ở giữa đám đông, xen tạp tỳ kheo ni, nơi sinh sống thế tục đều không nên khất thực. Quốc vương và vương tử, quan quân cùng trưởng giả, người tu hành khất thực đều không nên thân cận.
Có người sinh hay chết cho bạn bè, thân thuộc, cho tăng ni, xen lẫn, người tu hành không ăn. Trong chùa luôn có khói, thường có nhiều món ăn. Được chủ tâm chuẩn bị, người tu hành không ăn. Hành giả nhìn cuộc đời, dầu năng tướng, sở tướng, đều thoát ly sinh diệt, cũng rời khổ già vô. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già, quyển 6. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, cho nên món ăn nặng như có khổ ba đường, nếu khai thái nghi, để phát tâm Bồ Đề, hốt bản thân này sanh diệt cõi cực lạc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thế Giảng Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.